nó rất khó về. Đấy. Còn đây tôi xin giới thiệu những cái kỹ thuật. Còn phần nghệ thuật thì có thể là có một số trồng lan sau rồi tôi cũng ghép lan rất nhiều, nhưng mà không có nghĩ đến cái chuyện giúp người mới ghép. Nhưng hôm nay tôi nghĩ, tức là một số gần đây tôi nghĩ là cũng có thể mình lên YouTube hướng dẫn những người mà người ta ghép chơi, hoặc là người ta mà các bạn muốn học nghề để ghép Tết đến đi ghép, hoặc là đi ghép lan nghệ thuật ấy, thì các bạn cũng có thể tham khảo được. Bạn vừa mới học hoặc là học lần đầu, hoặc là chúng ta đến những cái cơ sở ghép lan chúng ta học ấy, thì các bạn cũng xem YouTube xong các bạn cũng có kinh nghiệm hơn, đến học nó sẽ nhanh hơn. Và mỗi một người thì nó cũng có cái mẹo ghép nó không giống nhau. Tôi và mọi người nó ghép nó không hoàn toàn giống nhau đâu. Mỗi người có một cái hay riêng thì là các bạn tham khảo thì nó sẽ chóng tiến bộ hơn nhiều. Cái lan này tôi thấy nó đang có ý đứng hơi bị lệch đúng không? Bẻ cái sắt sang, bạn giữ tay vào cái sắt nhé. Vẫn được. Các bạn thấy ngón tay cái tôi cứ lần đi lần lại này, để cái độ cong của nó là tôi sẽ dựa vào. Lan nó không chịu vào thì chúng ta phải lấy cái gì cho đóng. Lan này thì không may thì cũng có thể sơ suất thì cũng gãy một cành lan hoặc một bông cánh lan, là cũng không như cái chậu nhiều như này thì cũng khó tránh khỏi. Mà một chậu thì cũng có thể tránh được, nhưng nếu mà ghép chậu nhiều thì cũng có thể không tránh được. Nhưng mà chúng ta không bị lỗi liên tục thì chúng ta có được những cái bí quyết căn bản này, nó sẽ hạn chế để gãy lan của các bạn. Chậu lan này là có một số người, vì sao tôi lại cũng nghĩ ra thêm là một số có cái người mà chính là bảo là có người tặng một số mấy chục bông lan đến ghép. Cái que sắt này là que sắt của họ, họ đã ghép rồi nhưng không được. Đấy. Họ đến họ nhờ tôi ghép nên tôi chuyển tôi ghép cho, nên tôi mới muốn là tiện đấy để mà giúp những người mới tập ghép. Xuống tí để cho nó lái cho nó đỡ rộng quá. Nó mới lở có 2-3 hoặc hơn 3 bông một tí thôi, nên ra là nó chưa dày hoa. Cũng cái chậu này mà chúng ta
ta ghép cái dòng lan mà nó lở nhiều thì nó sẽ dễ đẹp hơn. Nhất là những cái cành lan mà khách cũng muốn là nhiều lũ để chơi lâu thì là người ghép là nó sẽ khó khăn hơn. Vì là nó toàn lũ trông nó sẽ khó đẹp. Cây cái tràng hoa nó dài nở đến 5-7 bông ấy, tất nhiên là trừ cái loại lan đắt tiền, cái loại mà nó nở đến 18-20 bông ấy thì là cái loại đấy thì nó nở 5-7 bông thì nó lại là nó cũng vẫn là nhiều lụng. Còn đâu cái cây lan mà như cây lan này thì nó chỉ có một lượng hoa nhất định, nhất là lan vàng này thì không bao giờ có, hiện đến giờ là tôi chưa thấy có cái loại mấy chục bông, 18-20 bông lở bao giờ cả. Thế thì chúng ta ghép nó sẽ khó hơn là cái dòng lan, lan như lan tím bản đồ hay là an la chẳng hạn ấy, thì cái thằng cái lan đấy nó lở nhiều hoa, mà nhất là cái lan Đà Lạt ấy, hoặc là Trung Quốc cũng có cái loại lan nó rất là đẹp, nó cũng nhiều bông. Nói chung là nó lở nhiều bông thì nó sẽ dễ ghép. Hoa nó nhiều thì kiểu gì nó cũng đẹp hơn, nó kín với chậu hơn. Cho cái lan sao bẻ nó ra, cây này nó rún rít vào đây đúng không, cây này nó rồi vào đây, ta đẩy cái lan này sang bên này và cây lan này ta sẽ tìm cách đẩy xuống đây, nó sẽ cân lại cây lan nó hơi ngả ra.
bóng đàn này quay hướng cái này là chúng ta hỏng rồi đúng không? Nhưng mà cái que sắt của chúng ta là chúng ta đã gây kìm chân rồi. Đấy, tôi uốn ra chỗ này. Công an này nó cũng quay đầu sang đây rồi. Nó uốn cái que sắt ở chỗ này. Đúng không? Cặp lại là công an nó theo. Còn trường hợp mà ta không tìm cái chân que ở trước thì cái làn nó lại kéo cái sắt quay theo nó, quay theo công an. Thế là công của chúng ta không thể nào làm nó quay lại nữa. Quay bồng mà. Xoay bầu lan không dễ vì lan nó chặt lắm rồi. Nó mềm ra là ta tươi mà ta uốn là nó làm cây lan của ta gãy. Mà nếu mà công đi uốn đi ghép thì thường thường nó tầm 20.000 một bông một cây lan, trồng 30 cây này là 20.000 một cây, mà 30 cây là số là 600.000 tiền công. Như ta làm gãy vài bông lan là công ta chết rồi. Người ta tại sao người ta tính đến cái mức đấy 20.000 là vì nhất là ngày Tết, lương ngày Tết. Thứ hai nữa là gãy một bông lan thì ai đi bù. Đấy. Chúng ta ghép chúng ta phải bù đúng không? Chúng ta phải bù thì chúng ta phải hạn chế gãy thôi. Không thì lại công làm của chúng ta là bằng không, dần dần có những người ghép bằng không luôn ấy. Đấy, tôi đã làm chậu lan nó đã tương đối rồi. Đấy, nhưng còn cây cũng cùng này. Cái cành lan này nó đang đứng không đúng chỗ đúng không? Ta lắn cái cây lan sắp sang trước đã. Tôi mới bẻ cái như này xuống. Cái na sắt này nó có cây không may nó cứng. Cứng quá. Chúng ta mua que gắp lan đấy, chúng ta phải thử kiểm lan, que gắp lan nó phải sắt nó phải mềm, uốn nó mới được. Cái que mà nó cứng quạo quạo này uốn được. Nhất là khi cho lan vào rồi mà chúng ta uốn cây sắt nó cứng quá, ta cố sức ta bẻ cái cây sắt thì là cái lan của ta cũng đi theo luôn. Đây như này, mà nếu mà tôi muốn uốn nữa là tôi phải tháo cái cây lan ra khỏi cây sắt. Cái công của cây sắt nó làm cho tôi hỏng cây lan luôn. Một ít thì được, uốn nhiều mà bẻ. Bây giờ
bây giờ là về cái các cái phần đấy là coi như xong. Bây giờ tôi muốn là để cho chậu lan của tôi nó cân nó đều lại, bắt đầu tôi mới chỉnh. Cành lan này nó bên này nó thưa quá đúng không? Bẻ cái lan sang. Đấy. Bẻ cái lan sang. Bên này tao bẻ về bên này tí. Bẻ ngang cái cây sắt ra. Đấy, nó về. Rồi bây giờ cũng gần 60 rồi, đúng là lười đứng lắm. Mấy là hơn chục năm trước thì mình đứng lên mình ghép lan nó sướng hơn, nó thoải mái, nhưng mà đứng lên ngồi xuống mệt lắm, nên là thôi cứ ngồi lì đây làm như này là không đúng, thì do người ta phải chịu khó đứng lên. Các bạn mới ghép này còn trẻ khỏe lên đứng lên nên cái tầm nhìn nó tốt, nên chúng ta ngồi này không phải tận cái tầm nhìn nó bị thiếu, nó cận quá các bạn sẽ khó làm đẹp. Chỗ này hơi dày lan, chỗ này hơi thưa lan đúng không? Cách đẩy trong cái này hoặc là đổi cái que cắm này, cái u này rút u ra, đừng cách đóng nó sang bên này tí. Với cái cây lan nó nếu cái sắt nó mềm các bạn có thể uốn sang được. Như sang cái đầu nó vại đúng không? Cái cây sang như cái đầu vại, ta bẻ cái đầu nó lại một tí, ta bẻ cái đầu này lại một tí. À, cặp kiểu này bẻ lại. Đấy. Còn cây này ta bẻ sang một chút. Đấy, nó bớt thừa, còn cái đầu nó vẫn hơi vại đúng không? Nó giảm vại đi. Cây này nó hơi đua ra này. Chỉnh này, đứng lên này. Đấy. Cái này cũng hơi đổ ra này. Có thể dùng cái que u hoặc là ta uốn lưng nó cong lên một tí. Nó vào sâu quá rồi. Cái này nó cũng bị. Cái đàn này đầu nó quay sang đây là chỗ này rỗng này. Cái lan sang bên này, nó quay cái đầu nó sang, quay nó bắt đầu quay đầu sang, các bạn cặp kìm vào cái que sắt, và cứ tìm cách cặp vào cái que sắt thôi. Đấy, đầu nó sang, nó giảm cái độ thưa dày. Cây này nó vươn lên đây, chỗ trong này dày, chỗ ngoài này chỗ này thưa, cây lan này nó hơi dài đúng không? Nên tôi bẻ cái lan này xuống một chút, nó kín lại, nó đều lại. Đây trong cái bẻ rồi. Đúng là chỗ lan như này các bạn có thể chạy vòng tròn. Người mình di chuyển đấy. Mà tôi lười di chuyển thì tôi quay cái chỗ lan vậy. Cái này là coi như là một cái chỗ lan đã hoàn thiện. Xin cảm ơn. Xin kính chào quý vị các bạn đã xem video clip. Rất mong quý vị các bạn đăng ký kênh hoặc là nhấn chuông để chúng ta có chúng tôi được tiếp tục giới thiệu hoặc hướng dẫn mấy người mới tập.